những sự kiện trong ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan đón mừng những con người chiến thắng trở về giải phóng thủ đô. Sự kiện đó đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng to lớn, mở ra một thời kỳ mới vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, chúng ta cùng điểm lại những thời khắc hào hùng. Buổi sáng, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam từ nhiều hướng tiến vào các khu vực ngoại thành Hà Nội. Đến 16 giờ 30, các đơn vị tập kết tại các đường Đê La Thành, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Ngã Tư Sở, Cầu Giấy, Nhật Tân. 6 giờ sáng, bộ đội ta chia làm nhiều cánh quân tiến vào nội thành qua 5 cửa ô rồi tỏa đi các nơi lần lượt tiếp thu nhà ga, phủ toàn quyền, khu đồn thủy, khu bờ hồ, phủ thống sứ. 16 giờ, quân đội Liên Hiệp Pháp rút khỏi thành phố qua cầu Long Biên. 16 giờ 30, quân đội ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. 5 giờ, nhân dân thủ đô mang cờ, ảnh Bác tập trung ven những con đường bộ đội sẽ hành quân qua. 8 giờ, cánh quân phía Tây, trung đoàn thủ đô xuất phát từ quần Ngựa, diễu binh qua Kim Mã, Hàng Đẫy, cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Ngang, rồi qua cửa Đông vào thành Hà Nội. 8 giờ 45 phút, cánh quân phía Nam, trung đoàn 88 và 36 xuất phát từ Việt Nam Học Xá, Bạch Mai, tiến qua phố Huế, quanh Hồ Gươm, rồi vòng lại chia hai ngả chiếm giữ khu vực đồn thủy và khu đấu xào. 9 giờ 30, đoàn cơ giới và pháo binh do Chủ tịch Ủy ban Quân quản Vương Thừa Vũ và Phó Chủ tịch Trần Duy Hưng dẫn đầu từ sân bay Bạch Mai đi qua ngã tư Vọng, ngã tư Trung Hiền, rẽ lên Bạch Mai, phố Huế, qua bờ hồ, Hàng Đào, Hàng Ngang, chợ Đồng Xuân, vườn hoa Hàng Đậu, rồi qua cửa Bắc vào thành Hà Nội. 15 giờ, còi nhà hát lớn thành phố nổi lên một hồi dài. Hàng vạn nhân dân Hà Nội đã trang nghiêm dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức tại sân vận động Cột Cờ với sự tham gia của các đơn vị quân đội. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ trân trọng đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào thủ đô nhân ngày giải phóng. Như vậy, sau gần 9 năm kể từ ngày mở đầu toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được giải phóng. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại không chỉ của Đảng bộ, quân và dân thủ đô mà còn là của cả nước, của toàn dân tộc. Theo website Hà Nội Mới, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.